Thưa quý vị, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, các trường nghề trên địa bàn thành phố bắt đầu tấp nập phụ huynh học sinh đến làm thủ tục xét tuyển. Đáng nói, công tác tuyển sinh hệ 9 cộng năm nay theo đánh giá của nhiều trường là sôi nổi hơn hẳn so với các năm trước. Thậm chí hiện nhiều trường đã chốt chỉ tiêu cho cả năm 2022 và đã tiến hành khai giảng năm học mới. Ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển hệ 9 cộng tại trường Cao đẳng Viễn Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Không khó để thấy được không khí tuyển sinh tại đây. Theo ban giám hiệu nhà trường, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi lớp 10, nhu cầu xét tuyển của phụ huynh, học sinh tăng mạnh. Trường đã phải huy động các phòng, khoa để đảm bảo đủ số lượng người tư vấn. Chỉ tiêu 700 học sinh cho hệ đào tạo 9 cộng trong năm nay của nhà trường đến thời điểm này đã có thể chốt sổ. Phần nó do cái học lực của mình nó cũng tới đó thôi, nên nó phải chọn trường nghề. Nó sợ vô những cái trường phổ thông công lập hay dân lập khác nó học không nổi. Đi cái đường tắt này cũng được, vì tôi thấy có thể cái này nó còn liên thông được mà. Ví dụ sau này mình cảm thấy mà có điều kiện mà để cho cháu mà liên thông thì cháu vẫn tiếp tục đi được. Vừa biết điểm xong một cái thí là công bố điểm đâu khoảng tiếng hồ xong là phụ huynh kéo ôm tới, thì cả quy động toàn lực luôn, kể cả phòng kế toán, phòng hành chánh, phòng đào tạo phải di chuyển qua đây để hỗ trợ trong tác tuyển sinh của trường. Đến thời điểm này thì chúng tôi đang tuyển đợt cuối cùng và sẽ khai giảng vào ngày 18 tháng 7. Nhiều trường trung cấp khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đã tuyển gần như đủ chỉ tiêu. Theo các đơn vị, mức độ khả quan của công tác tuyển sinh hệ 9 cộng không chỉ được thể hiện dựa trên số chỉ tiêu tuyển sinh đạt được, mà điều đó còn thể hiện ở mức độ quan tâm của phụ huynh lẫn học sinh. Bên cạnh đó, việc nhiều học sinh khá, giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động rớt khỏi lớp 10 công lập khi không tham gia kỳ thi tuyển sinh mà chủ động tham gia đào tạo nghề cho thấy sự khả quan trong vấn đề chất lượng đầu vào. Năm nay là những bạn mà không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nó tăng đột biến và cao hơn so với 2 năm chúng ta phòng chống dịch. Khoảng 20% là các bạn tốt nghiệp trung học cơ sở đều từ loại khá và loại giỏi trở lên. Có những bạn là tham gia những kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố, nhưng mà các bạn chọn lấy cái nghề để các bạn nghĩ đến cái vấn đề là bạn là con đường ngắn nhất để bạn đi làm. Đào tạo theo mô hình 9 cộng là việc thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học văn hóa trung học phổ thông song song với học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm 2020, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học giáo dục nghề nghiệp chiếm khoảng 16%. Cứ 100 học sinh tốt nghiệp cấp 2 thì có tới 16 em vào học nghề. So với giai đoạn trước năm 2015, tỷ lệ này đã tăng khoảng 5%. Mùa tuyển sinh năm nay, việc các trường không chỉ tuyển được, tuyển đủ mà chất lượng đầu vào tương đối cao đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ công tác phân luồng. Tín hiệu này đang và sẽ giúp cho các trường mạnh dạn mở rộng quy mô, đổi mới nâng cao chất lượng trong thời gian tới.